ông ơi anh đi quay bên này, đi quay bên này, quay bên này, đi quay lại bên này. Không chị đứng yên đi, rồi ôm vô, ôm vô rồi anh rút tay vô, anh rút tay vô. Ê này chú này chú Thank you.
chân ngồi trong xe luôn, chân ngồi trong xe. Tụi anh chưa có thấy em rồi. Đó là Christian. Anh chưa thấy, đây là mấy năm nay chưa bao giờ thấy. Anh chưa tới. Anh chưa. Ra ngoài đi chị ơi. Luôn luôn để tay và chân phía trong xe trượt cho đến xuống xe nhé. Keep arms and legs inside the car at all times. Don't exit the car. Gipster! Amel Dalla, Danatla, waterfall right now. Enjoying a break from roller coaster. Okay, let's go. It's the easiest one, I think. One of the easiest jobs here. Look.
I was up there. This is the tallest Buddha in Vietnam, I believe. So I'm so honored, so happy to be part of this journey of discovery. Huh? Oh, this is parking. I think it's a parking, yeah.
just for these ramen itself, we had the menu. We like it. You order something, you can drink coffee or water here. And that's all this time has. And now the answer is not in the menu. Yeah. But I get it. And here, on that side, it's similar. We want order something, water or coffee, something, okay? Not giving yourself, not including the food today. And then just like a coffee plantation garden, I have like a flower garden, everything. They go up a little bit. Yo. Yo, she's coming with a snake, 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 snake. Yeah, I'm in Min Lin Coffee Garden. Oh, they have another house. Look like a temple over there. In the mountain. So this is Min Lin Garden. Very big, very attractive. Got seats. Yeah. She's flying. No, she's not flying. This is us. Oh, you know the show, right? This is us. We in Min Lin Coffee Garden. So much to do in here. A lot of activities. We go this way again. Okay, we want to take a photo with you. Oh, okay. Oh, we go the other side. He called me more than three times. Huh? He called me more than three times. I didn't know what he means. Superstar here. Nobody's gonna. Oh, this one like a royal one, the really ones. Oh yeah, my experience on elephant be like this.
Yeah, we're in Dalat doing a tour. You have to wait for us because we're supposed to do this. Chờ theo, chờ theo, chờ theo. Để nó đi ra, nó lôi ra, nó bị hướng hóa nặng đó. Chờ xíu, để nó đi ra đó. Nó thấy nó bị hướng hóa nặng. Okay. Another one. Okay. I'll give you two. Oh, okay. Yeah. Go ahead. Okay, let's go. One more. LFA should be fun for two of us. Everything for you. Just like a mind. Oh. Okay, one more. One. Oh, fuck me. One. Yeah, horse riding. Elephant riding. Yeah, elephant. Oh, fuck, man. Tao. Oh, my God. Woo, video. Oh, yeah. Oh, yeah. I don't jump there. Elephant. Horse riding. It doesn't go straight, eh? John? Yeah. Yeah. That's a hold on, like a hold on, you know? Yeah. Elephant riding. My dog. What, my? Going down a hill. Yeah. Shit. After this, I'm going to put them some of the food for the coffin. No, okay. My first experience on elephant. Hi. It's eating. He's eating on the road. On the way, yeah. My dog. Đừng nghe chưa. Chưa rồi. Nó có ăn được lá không em hay? Dạ, ăn được luôn chị. Mà nó phá vậy chết rồi. Lá rồi hay cà phê rồi ăn. Ra để ra là ăn. Can even run. Take its time, man. Holy. Ô, cái cây này cái gì vậy? Dạ, cái cây gì em ngủ miếng nữa. Ô. Nhưng mà không phải tụi chim thôi chị. It's like it's going. Nó là.
backing up. What? First time riding the elephant, yeah, in Dalat. Is it, yeah, it's Dalat, yeah. The Marcel Bush. Voi này ở ngoài Đà Lạt ra còn ở tỉnh nào có? Đắk Lắk. Đắk Lắk. Gần đây không? Dạ, cũng gần lắm chị. Từ đây ra đó cũng vài tiếng à. 4-5 tiếng gì đâu. See me. You see me? Yeah. Đây, trên này hai con. Đây là nhà mình nuôi hay là? Thì có một chỗ à? Đây hai con ở dưới chuồng, dưới kia 6 con nữa. Next time I come with Brian. He'll never get off. But at least you need at least more than 5 years for this. Con này bao nhiêu tuổi? Dạ con này 24 tuổi à. 24 years old. This is like, yeah. It's 2 years. 24 years. 24. Wow. It's getting old. Đây, 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 đây
Hey, hi. Hello. Hello. It's time for me to go downhill. Yeah. After visiting this beautiful place, this magnificent place, this lot of histories and memories, I'm going down there. Let's go. Yeah, easy.
You can just make it like in 3 seconds actually, not that long. I just like the view, the top is so very, very magnificent. So wonderful. So wonderful, let's go. It's almost halfway. Almost halfway. So see, yeah, the city, but actually this is the village, not city. So here, whenever they see a black man, they all shout like, "Yo, you're like a king in here." So I love Vietnam. Actually going down, I'm already here. Unbelievable. Much easier than I thought. Yeah. This is Gilmas. You wanna go for ice cream or? No, I'm good. We can buy one. I'm gonna save this for lunch. Can you handle it at your lunch? No, do you know? If you can handle it, I can handle it too. We made it. Going up mountain. After 20 minutes going down, it's time to pay back and going back up. Nice view, take a picture. Okay. Phía bên này chúng ta đang nhìn thấy chính là phần tham kích tường. Còn ra đằng sau là phần tham nam hải, nghĩa là một mặt hướng về núi, một mặt hướng về biển. How do you call it? Oh, what the name of it? The name? Mình có quay ra làm sao? Đằng sau mình có nhìn được? Dạ được, mình đi lên trên đấy mình nhìn ra. Ok. Thế nó go up. Sau mặt nữa đây là một hả? Được, dạ dạ được. Mình mặc đồ như này mình lên được mà. Đây là ông về núi còn sang bên lên. Đúng rồi ạ. Lên kia nhìn ông Nam Hải. Đúng rồi ạ. Xuống biển. Và Quán Thế Âm Bồ Tát Nguyên Thủy chính là nam chứ không phải là nữ ạ. Vâng.
Và sau này thì có rất là nhiều tên Quán Thế Âm Bồ Tát về Nam Hải hay Kiết Tường hay là nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là một Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Nhưng mà đó là mỗi nơi thì mỗi hiện thân, mỗi vị thế khác nhau. Yeah, a respectful place to be. I don't want to talk much, just watch, enjoy the video. I love the culture and the tradition of Vietnam. Yeah, a double face. This face faces the mountain, and the other one I just show the city. Wow, such a great culture, traditions on the point. Take me a picture from here. With your phone. With your phone. Take me a picture. So, okay, so please, I want to see the green Buddha there. This is my life in Vietnam. Okay. You need a picture? I can't take this time. You need to go down there. Can you go this way? Come this way. Come this way. Go this way. Okay. So, take me. No, go this way. Showing those temple there. Come closer. Yeah. Still climbing up many stairs, going all the way up there. But I'll make it happen. I'm gonna make it happen. This is Vietnam. I think this part is one of Quy Nhon City, right? Quy Nhon City. Yeah, Quy Nhon City. So yeah, it's about having fun, enjoying. So many people are here, but I think the better way is just to book for a tour to enjoy, because a lot of people, more fun, as we're having fun now. Yeah. Show show, chụp với mẹ tắm luôn này. Đúng rồi, chị chụp con với mẹ tắm. Chơi chị à? Yeah, don't go from here. Totally forget. Oh, we're going up there. So from down there, this is how we hike. My way of hiking. This is the way. So now come here. This is a place you can take a picture. Even there or somewhere there. That corner there. Yeah.
thận trơn. Lai khẩu trang ra. Quên. top of the mountain again. Rồi ok. Anh không chụp ạ. Giờ mời em chụp hả chị? That's the only way we're going. That's already end already. Yeah, Come in here. Huh? Our, you know the one I took over there? I took the picture there, right? That's where I'm going now, yeah. Why for me like 10 minutes? I'll be up there. These people, maybe they just came from... Giờ vừa đeo vừa đây là khách sư hộ luôn. Nó bảo là sư hộ. Bữa nay chiếc gì ca sống hay sao? Đây là do mấy nước ép á. Mấy nước ép ra. Ở đây là nó không có cửa gì hết á. Là nó tự vô, nó tự ra. End of the trip. Ở đây mà nếu mà nước nó lò ha, nó ta đục á, là không nào sống luôn. Đại bảo giá nào sống nó đục không. Nó tự quyết. Bỏ tay vô. Nhiều quá. Anh ấy con đen đen mà có gai là tên gì? Nhưng mà chim. Chim. Nhum á. Chim nhum. Nhum. Nhum nhum. Nhum. Nhím biển con đó mà chim con đó. Nhum. Nhím biển. Là rồi. Không biết tại vì nó có cái này vậy lặn thì mình còn sợ. Nó xa mẹ kia nó ghê ghê từ từ nó đi lặn á. Còn nó biết bơi á mà nó quen. Biết bơi á vậy. Chưa con ra tới chỗ san hô. Ở đây đẹp nè. Mình muốn gió xem mà đem lột đồ nè, nó chơi hết mình chơi. Nó ra san hô đây nè. Ở Vĩnh Thì Oh, something có cá kìa. Ngầu chứ đi ngầu. Đây ngầu sâu đây này. Nó rất rộng thoải mái đây chứ. Nó rộng mà. Cá fish ở đây. Coi ngồi coi nước đồng.
Tôi tính ngủ. Biển đây thì rất im mà do mô tô nước rồi nó chạy quen nó trầm trền thôi chứ con. This is my life in Vietnam. My life in Vietnam. Can you imagine? Cá sườn hồ á. Giờ mình đeo đây là khách sương hồ luôn. Nó bảo là đi sương hồ. Bữa nay chiếc kỳ ca sống hay sao? Trời ơi. Ở đây là do mấy nước ép á. Mấy nước ép rác. Ở đây là nó không có cửa gì hết á. Là nó tự vô, nó tự ra. End of the trip. Ở đây mà nếu mà nước nó lờ ha, nó ta nó đục á, là không nào sống luôn. Đại bảo giá nào sống nó đục hồng, nó tùng quýt. Mở tay vô. I cannot deny this, one of the beautiful places to be in Vietnam. How do you call it again? Kiko? Kiko Island. Kiko Island. I'm not good in Vietnamese, but one thing I know, she pronounced it very good. A little bit clean. Yes, clean. Yeah. You see that white statue over there? That was my place to go, but they cancel it. No, we don't have time tomorrow. We have like a city tour tomorrow.
Future Blue. Ngồi chưa? Goodbye, goodbye. That's a really lovely place, yeah. Time here in the island. Excellent moment. Oi! Oh yeah. Yeah.
can remove my stuff here, you know, they are scared. What's the matter? They just locked my house.